lại tiếp tục là chiếc Fuso đợt trước nhé các bạn. Thì đợt này chiếc xe là các bạn thấy lúc đầu video nó mình đề máy lên là nó tắt, và bên mình đang nghi ngờ là cái bô này nó bị nghẹt. Và đúng thực tế là sau khi mà đây các bạn thấy là mình tháo cái bô, tháo rời cái ống này ra này, thì máy nó nổ trở lại ok bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nổ máy để các bạn xem mà mở bô ra thì nó nổ vậy chưa nha. Đó. Nổ lại bình thường. Đó các bạn nhìn nè, bô máy nó lên ầm ầm luôn nha. Đó, thấy chưa? Bô máy vẫn lên bình thường. Đó. Chỉ cần mở bô ra thôi, tắt bô quá rồi. Nhiều trường hợp là nếu mà chúng ta không biết là cái xe chúng ta bị tắt bô á, nhiều lúc cái xe là sửa đủ thứ mà nó không hết nha. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là cái vấn đề của cái chiếc xe này. Và mình muốn chia sẻ các bạn là tại sao mà cái xe này nó lại bị tắt, là do lúc trước á, thì cái lịch sử của xe này thì các bạn thấy là các bạn xem là cái video trước á, nó bị hết nhớt, và cái đường nhớt nó đi vào trong turbo, và từ turbo nó vào trong cái đường gió nạp và nó đốt. Thì những cái nhớt đó nó chạy xuống dưới cái bô này này, và nó gây tắc bô, làm cho cái xả nó không thể đi ra được. Do đó là đẩy ngược lên động cơ, là động cơ nổ máy lên là nó tắt máy ngay. Đó, nó nghẹt quá bô. Do đó là các bạn thấy là khi mà những cái chiếc xe mà đời mới ga điện Euro 4, Euro 5 á, thì khi mà các bạn mà nhớt mà các bạn nó quá nhiều, nó đốt cháy nhớt, thì nó sẽ gây tắc bô này, tắc cái bầu lọc này. Đó. Do đó là xe nào của bạn, các bạn mà bị hư turbo á, thì cái điều tiếp theo sau khi mà các bạn sửa turbo xong rồi, các bạn nên vệ sinh cái bộ lọc khí thải này đi, nếu không thì cái lượng nhớt nó ra nó đốt cháy là nó sẽ gây tắc cái bô này liền. Đó, và bây giờ mình sẽ tháo cái bô này xuống để mình tiến hành vệ sinh cho nó, thì cái xe này lại chạy lại bình thường nha. Đây các bạn thấy là đây là cái bộ bô của con Fuso TF, và nó bị nhớt á, đốt và nó bám cứng chắc vào cái bề mặt của cái bầu, khiến cho cái xe nó không thể nổ máy được. Và mình sẽ dùng dung dịch D30 pha với nước sôi để mình ngâm cái bầu bô này. Đây các bạn thấy là nước sôi nó bốc khói lên luôn này. Đó, đổ D30 cộng với nước sôi vào trong cái bô và ngâm khoảng 1 tiếng. Và mình phải lấy cái cây mình gõ để cho nó chảy được xuống dưới, chứ nó tắc quá nó không thể, dung dịch không chảy được xuống dưới. Và các bạn nhìn này, khi mà rửa đó, rất là nhiều cái mũi than và cái nhớt đó, nó bám và nó rửa sạch bằng cái dung dịch D30 này. Các bạn thấy là nó không thể chảy ra phía sau nha, không thể chảy xuống phía dưới. Do đó là mình phải vệ sinh rất là lâu. Cái bô này mình vệ sinh gần 2 tiếng đồng hồ thì nó mới bắt đầu nó thông này, các bạn thấy không, nước nó chảy được này. Đó, rồi các bạn thấy không, sau khi vệ sinh xong nó sạch sẽ hết hoàn toàn nha. Đến tối luôn các bạn. Và bây giờ các bạn hãy quan sát xem là cái xe này sau khi mà vệ sinh cái bộ lọc khí thải xong thì nó có nổ được không nha. Nổ được rồi. Đó các bạn thấy không, mình chỉ cần vệ sinh cái bộ lọc khí thải xong là xe lại nổ lại bình thường ha. Như vậy thì cái việc mà anh em để các cái bộ vô này nó tắc á, thì chúng ta mua dung dịch D30 về chúng ta vệ sinh thôi là ok rồi. Việc gì mà cứ phải đục đẽo chi cho nó mệt ra ha. Vâng, các bạn sẽ thấy như vậy là bên mình đã sửa xong cái con Fuso TF này rồi nha. Đó, thì mãi đến tối mới xong này các bạn thấy, trời bây giờ là 7 giờ tối rồi. Đó, chiếc này xe này vào kéo vào bên mình từ tối hôm qua và bây giờ là bên mình đã làm xong cái chiếc xe này và anh chủ xe chuẩn bị chạy xe đi chở hàng nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.